ba thích thằng đó rồi đó. Tình yêu là phải từ từ, phải lãng mạn. Ai ao ao bạo phát bạo tàn con. Tình yêu mà romantic quá là nó tuyệt đó. Thời buổi công nghệ rồi, cái gì cũng phải ao ao, đỏ mất thì giờ. Con chào hai má. À, má chào con. Bác nào? Hai bác. Thì mình chứ ai bà. No, còn nhan sắc mà. Tự nhiên đưa lên cao hỏi chi vậy? Thì con cháu nó tôn trọng, nó xưng hô vậy mà. Ông đừng nói. Bà đi đâu vậy bà? Tôi đi lên trên cao á, tôi kêu ba má tôi xuống cho nó chào. Cái gì vậy, nó chào mình mà. Nó chào mình đó mà nó chào bác. Rồi ba má bác chào cái gì? Thì chào ba má bác. Ba má bác là cái giống gì? Xưng hô gì là hả đời vậy? Chị ba má mình nó cũng kêu là ba má. Vì chẳng khác nào á, bỏ lúa ngang hàng hả con? Thôi, giờ bà muốn kêu sao? Cô chú. Dạ thưa hai cô chú. Nè con, cô và chú mà không tách ra người ta cũng biết là hai mẹ người đó con. Chứ mai đời mà vừa làm cô vừa làm chú được hết con ha. Con sao ngộ vậy? Con thưa hai cô chú là con thưa bốn mẹ người đó. Chừng nào mà chú lấy vợ mới rồi cô rước thêm thằng chồng nữa con hẳn thương vậy. Ủa bà mà sao mà ăn nói kỳ cục quá vậy? Nó mới là người kỳ cục đó. Dạ, con tên là Kai. Con là bạn trai của Rin. Tên Kỳ, nhiêu tuổi? Dạ 24. Làm nghề gì? Dạ tự do. Tự do là muốn làm gì làm hả? Nhà ở đâu? Nhà ở quận 1. Quận 1 hay quận 11? Xin ở đâu? Dạ đường Hà Nội, thành phố Huế. Mắc gì đường Hà Nội không nằm ở thành phố Hà Nội mà nằm ở thành phố Huế? Con không biết. Sao không biết? Đẻ đó mà không biết là sao? Mẹ con đẻ mà. Nói gì cũng cãi vậy. Có đường Huế ở thành phố Hà Nội không? Không có. Không có hay không biết? Dạ không có biết. Có xe hơi không? Dạ có. Ở đâu có? Có bồ không? Dạ không. Có ghê không? Dạ không. Không ghê sao không có bồ? Dạ, con chưa có bồ. Chưa có bồ chứ không phải chưa có ghê. Không biết đâu. Trời ơi, bà hỏi gì đâu không vậy? Cái gì đâu không là cái gì đâu không? Ông biết cái gì nói? Binh hả? Dê hả? Có máu hả? Thao sắc. Bà. Bà có nhìn thấy con trai nhà ai mà mặt mũi sáng láng, đẹp trai y như tôi vậy á? Ông nhìn đi. Đẹp ông con trai mà tê thấy mắt lương, sẵn nó vô. Bà. Nó là để con gái mình xài. Còn bà là bà xài túi nè bà. Ông nói gì vậy? Tôi nói đó ý đó. Con trai đâu mà mắt nhỏ một mí à? Không, cô cũng hai mí mà. Sao mà mắt to lên? Đứng trên cao sao tôi nhìn thấy được? Ê bà, thằng này được cái sống mũi. Nhìn cao đẹp trai ha. Cao nhưng mà lỗ mũi không có kính. Mấy đứa lỗ mũi không kính á, là giữ tiền không có được. Làm bao nhiêu cũng trôi hết. Bà nhìn sao mà không kính? Bà đi chút đầu nhìn ngược xuống vậy mà không thấy lỗ mũi nó thì là người ngoài hành tinh rồi đó. Kìa, ông nhìn cái hàm răng đó đi. Trai đàn ông gì đâu mà hàm răng khít. Trời đất ơi, làm như vậy hả? Vợ con không ăn được tầm nào của nó đâu. Chưa nói nha, sau này nó già nó chết đi á, con cháu của tôi không hưởng được tài sản của nó nữa. Làm ăn không có lên. Cô ơi cô, con có niềng răng chứ chức răng con thưa lắm. Vậy là cơ địa của cậu á, trước đây là thưa đúng không? Chứng tỏ cậu là con người á, không giữ được tiền bạc, không tạo được sự nghiệp, đặc biệt á là sẽ thất bại trong kinh doanh. Không được, không cho con gái mình lấy cậu này được. Nhưng mà con chỉnh hết rồi. Ủa con nói vậy là con không phải hàng thật hả con? Hả? Tại con chỉnh lại cho răng nó đều với lại cái mũi con đỡ bị lệch đó chú. Tôi cực kỳ ghét giả, ghét những đứa thổng bị diệt. Tôi nói nghe nha, cha mẹ sinh sao để vậy, không biết trân trọng hình hài của cha mẹ cho mình hết. Nói mà nghe nha, đi đập đi sửa đi chỉnh này nọ kia, tôi cực kỳ ghét. Cái mặt nó còn chỉnh được, sau này rước nó về nhà hả? Bà thôi mê tính đi, không biết ai khùng điên mà nói ba cái thứ u muội vô cái đầu bà. Ba má ông đó, đó là thứ tiền u muội. Ba má ông tiêm những đầu tôi nói chuyện tiền nhảm nhí. Ông thấy nó chưa, có bắt coi ai ra gì đâu. Tôi nói chuyện nó rất là đàng hoàng, tử tế. Nó hất mặt nó đi về à. Nó là con người không có tôn ti trật tự. Có ai ra gì đâu, nhưng mà đầu làm rễ người ta. Ba mẹ mày uống rõ mày kìa. Trời ơi con, không phải bà, là mẹ con đó. Ơi bà ơi, tôi lại bà luôn á bà ơi. Con gái mình lớn rồi, cái gì đúng thì dạy nó. Lâu lâu mới để tụi nó tự do một chút chứ. Riết á, rồi tôi với nó sợ bà quá. Phải rồi, ông binh giật nó cho nhiều vô đi. Ông với con gái với nó là một phe, một mình cũng là một phe đó. Tôi không cần có tình trong lòng ông nữa. Riết á, tôi cơ cái xã hội á, như gia đình á. Mà về nhà cái gia đình coi tôi như cái xã hội gì đó. Tôi buồn ghê. No, baby, I'm sorry. You always in my heart.
You son of I wish you die. Cho em gần anh thêm chút nữa.